Những điều đặc biệt về Leonardo da Vinci: dùng lòng đỏ trứng gà để vẽ tranh, phát minh ra những máy móc thiết bị vượt thời đại mấy trăm năm, có ý tưởng sử dụng năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng bền vững từ thiên nhiên. Nếu 500 năm trước, những sáng kiến của Leonardo được xã hội chấp nhận, thì hẳn giờ này xã hội đã phát triển đến nhường nào? Leonardo da Vinci là một trong những thiên tài nổi tiếng nhất thế giới, nhưng cuộc sống riêng của ông cũng bí ẩn như nụ cười của nàng Mona Lisa. Ông là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và triết gia người Ý ở thế kỷ 15-16. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bức tranh Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng và Người Vitruvius. Sau hơn 500 năm, cái tên của ông vẫn gắn liền với nhiều bí ẩn cho đến hiện nay. Leonardo sinh ra ở Vinci năm 1452, là con ngoại giá thú của công chứng viên Ser Piero, 25 tuổi, với cô gái nông dân Catarina, 22 tuổi. Thực tế, Leonardo không có họ. Tên khai sinh của ông là Leonardo di Ser Piero da Vinci, có nghĩa là Leonardo, con trai của Ser Piero từ Vinci. Ông sống với bố, có cuộc sống khá giả, nhưng thiếu thốn tình thương của mẹ. Vì là con ngoài giá thú, Leonardo không được đến trường, nhưng ông theo học các lớp tiếng Latin, hình học và toán học. Ông bước chân vào giới quyền quý khi cha cho ông theo học Verrocchio, họa sĩ sở hữu một trong những xưởng vẽ nổi tiếng nhất ở Florence. Khi Verrocchio được giao nhiệm vụ vẽ bức tranh lễ rửa tội của Chúa, ông yêu cầu Leonardo cùng các học sinh khác vẽ nhân vật phụ, còn ông vẽ nhân vật chính. Leonardo đã vẽ một thiên thần mặc áo xanh, cầm tấm vải ở góc trái phía dưới bức tranh. Ông dùng sơn dầu, chất liệu không phổ biến lúc đó, để làm cho thiên thần có màu sắc sống động và các chi tiết mềm mại. Cảm thấy thiên thần của Leonardo có tính nghệ thuật hơn hẳn so với phần còn lại của tác phẩm, Verrocchio quyết định từ bỏ hội họa vì đã bị học trò vượt qua. Leonardo làm việc cho nhiều người quyền lực, bao gồm nhà Medici, một gia đình quyền lực thời bấy giờ, Hồng y Cesare Borgia, công tước Milan và vua Pháp Francis I. Nhiều học giả cho rằng Leonardo là người đồng tính, chỉ ra mối quan hệ lâu năm của ông với học trò Salai, có nghĩa là con quỷ nhỏ, chủ thể một bức vẽ gợi dục của họa sĩ. Ông dường như không có mối quan hệ thân mật với người phụ nữ nào cả và từng bày tỏ sự căm ghét với quan hệ tình dục khác giới. Năm 1476, Leonardo khi đó 24 tuổi và ba thanh niên khác bị cáo buộc quan hệ đồng tính với một người hành nghề mại dâm nam. Ông sau đó được tuyên bố vô tội vì không có bằng chứng. Đồng tính luyến ái khi đó bị trừng phạt bằng án tử hình. Tuy nhiên, các học giả khác lại nói rằng không thể đưa ra kết luận về xu hướng tính dục của Leonardo từ những thông tin này. Leonardo phụ trách tổ chức các bữa tiệc cho những thành viên hoàng gia mà ông phục vụ. Ông ghi điểm với cách trang trí, trang phục và hiệu ứng đặc biệt đi trước thời đại. Ông đã tạo ra một mô hình sư tử cơ khí có thể cử động cho vua Francis I. Ở ngực của con sư tử là huy hiệp Le Delice, biểu tượng của hoàng gia Pháp. Leonardo có kiến thức sâu rộng về giải phẫu học, trí tò mò và mong muốn thể hiện sinh vật thật chính xác, khiến cho ông không chỉ giải phẫu động vật mà cả người, bao gồm ít nhất một thai phụ qua đời. Ông lấy thi thể, thường là tội phạm, từ các trường y. Biểu cảm khuôn mặt là chủ đề mà ông đam mê. Ông đã tiến hành các nghiên cứu giải phẫu tỉ mỉ để xác định những dây thần kinh tạo ra chúng. Những kiến thức này góp phần tạo ra nụ cười Mona Lisa nổi tiếng thế giới. Khuôn mặt nàng khiến người ta không thể đoán định là nàng có đang cười hay không. Leonardo là người thuận cả hai tay, trái và phải. Trong cuốn sổ tay của mình, ông luôn viết ngược, nghĩa là sử dụng tay trái viết từ phải qua trái. Người ta muốn đọc thì phải sử dụng gương để phản chiếu lại theo chiều thuận. Ông làm vậy có thể là do ông không muốn người khác đọc được những gì trong sổ tay. Lá thư ông gửi cho quan nhiếp chính Ludovico thành Milan là một lá thư xin việc đáng chú ý nhất mọi thời đại. Trong 10 đoạn đầu tiên của lá thư, ông giới thiệu kiến thức về cơ khí của mình, trong đó có cả khả năng thiết kế cầu, đường vận tải thủy, đại bác, các loại xe bọc thép và cả những tòa nhà lớn. Đến cuối cùng, đoạn thứ 11, ông mới bổ sung thêm rằng mình cũng là một nghệ sĩ, nhưng theo Vasari, sự nhã nhặn và đầy lôi cuốn cùng với tài năng của một nhạc sĩ và người tổ chức tiệc tùng mới là yếu tố giúp ông được nhận. Trong cuộc đời, hiếm người công nhận tài năng của đại danh họa. Mãi đến cuối đời khi về dưới trướng của nhà vua Pháp, ông mới được công nhận tài năng của mình và dành hàng giờ để tranh luận cùng đại danh họa. Trong các cuốn sổ tay của ông có ghi lại các hình ảnh về giải phẫu, kiến trúc, các ý tưởng về thiết bị bay thử nghiệm, mô tả hoạt động bay của chim, nghiên cứu các hệ thống cấp nước, thiết kế tượng đài, thủy lực học, các phác họa cho bữa tối cuối cùng, các nghiên cứu hình học cho bài toán cầu phương hình tròn, thiết kế nhà thờ hình bát giác và các đoạn viết tay theo kiểu chữ gương. Thiên tài du hành tương lai hay là người ngoài hành tinh?
Ông đã để lại cho hậu thế hơn 15.000 bản thảo. Trong số những bản thảo này, có không ít những phát minh xuất hiện ở khoa học công nghệ hiện đại. Khoa học càng phát triển, những bí ẩn về Leonardo da Vinci càng bắt đầu được mở ra. Từ hàng trăm năm trước, con người thần kỳ này đã vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ về cấu trúc bộ xương và nội tạng người. Ngoài ra, ông cũng đã vẽ được hình dạng của thai nhi. Điều đáng nói, trong bức tranh vẽ cấu tạo cơ thể người của ông đã để lại một câu đố về trái tim mà các nhà khoa học đã mất đến 500 năm để tìm ra lời giải. Trong bức vẽ tay, ở trái tim có một sợi cơ rất nhỏ nằm ở phía thành trong của tâm thất. Đến hiện tại, rất nhiều người gọi nó là cơ tim trabeculae. Tuy nhiên, trong cả một khoảng thời gian dài, các nhà khoa học không biết đến nó và không biết nó có tác dụng gì. Phải đến tận 500 năm sau, cơ tim trabeculae mà Leonardo da Vinci để lại mới có lời giải đáp. Các nhà khoa học khẳng định bộ phận này có quan hệ mật thiết ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người. Ngoài việc cho ra gợi ý về cơ tim trabeculae, từ cuối thế kỷ thứ 15, Leonardo da Vinci đã thiết kế ra một loại động cơ rất giống robot. Trong bản phác thảo của ông, máy bay trực thăng cũng đã xuất hiện. Năm 1490, ông còn tự tay vẽ phác thảo một hộp số tự động mà loại động cơ này đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Khi loài người cảm thấy Copernicus đã dũng cảm nói ra thuyết nhật tâm, mặt trời là trung tâm, thì Leonardo da Vinci trước đó đã nhắc đến các khái niệm về vũ trụ. Ông đã cho rằng trái đất chẳng qua cũng chỉ là một hành tinh xoay quanh mặt trời, mà ánh sáng từ mặt trăng cũng chỉ là phản chiếu từ mặt trời mà thôi. Mặt khác, với những tư tưởng bảo thủ của thời đại bấy giờ, ông từng nhắc tới việc sử dụng năng lượng mặt trời. Suy nghĩ vượt thời đại này đã khiến nhiều người không sao hiểu được, còn cho rằng Leonardo da Vinci bị điên. Đến hiện tại, có giả thuyết rằng nếu như từ 500 năm trước những ý tưởng của ông được tiến hành thành công, thì rất có thể khoa học công nghệ hiện đại sẽ phát triển xa hơn 500 năm. Bởi vì những chuyện kỳ lạ như vậy mà rất nhiều người nghi ngờ thân thế của Leonardo da Vinci, cho rằng ông không phải là người bình thường mà là người ngoài hành tinh. Hoặc cũng có thể ông đã từng vượt thời gian đến với thế giới tương lai. Nếu không thì thực sự rất khó để giải thích tại sao ông lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Càng nghĩ đến khoảng thời gian niên thiếu của ông, càng nhiều người tin rằng thiên tài này hoàn toàn không phải là người bình thường. Khi còn nhỏ, ông đã thần bí sống trong hang động một thời gian. Chỉ vài tháng sau, ông dường như được tái sinh với một con người mới. Đây là những lời mà chính ông đã nói với mọi người. Cho đến hiện tại, trong những bản thảo của ông vẫn còn rất nhiều nội dung khiến người ta không hiểu được. Có thể là do thời cơ chưa chín mùi, cũng có thể là trí tuệ con người ở hiện tại không thể đuổi kịp với tư tưởng của ông. Chính vì vậy vẫn có nhiều bí ẩn mà phải chờ thế hệ sau giải đáp. Tóm lại, người ta vẫn thường nói Leonardo da Vinci là người ngoài hành tinh vì tư tưởng vượt thời đại mà ông mang tới. Nhiều năm sau, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và tiến bộ của nền văn minh, suy nghĩ của ông cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Cho đến ngày nay, người ta mới trầm trồ cảm thán về trí thông minh vượt trội của Leonardo da Vinci. Có lẽ thiên tài và người bình thường sống ở hai thế giới khác nhau, mà dù là thiên tài thì cũng phải gánh chịu càng nhiều khó khăn và hiểu nhầm hơn. Chứng bệnh khiến danh họa Leonardo da Vinci phải ngừng vẽ tranh. Một nghiên cứu mới tại Ý cho thấy, thiên tài ở thế kỷ 16 có tổn thương thần kinh khiến khả năng vẽ bị cản trở. Các bác sĩ đã nghiên cứu và kết luận rằng họa sĩ Leonardo da Vinci đã bị liệt dây thần kinh trụ. Trước đó, nhiều nhà nghiên cứu nhận định nghệ sĩ thiên tài bị liệt nửa người bên phải do đột quỵ nên dẫn tới suy nhược bàn tay. Để đưa ra kết luận, nhóm các bác sĩ chuyên gia phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ tại bệnh viện Villa Salaria ở Rome đã phân tích hai tác phẩm nghệ thuật. Một trong số này là chân dung họa sĩ Leonardo do Giovanni vẽ. Bức tranh cho thấy cánh tay phải của Da Vinci được giấu sau vải áo, bàn tay co cứng. Thay vì mô tả bàn tay nắm chặt điển hình do đột quỵ, tác phẩm gợi ý tình trạng liệt dây thần kinh trụ, hay còn gọi là bệnh bàn tay vuốt trụ. Tác phẩm thứ hai được các bác sĩ xem xét là bản khắc tái hiện nên hình ảnh của họa sĩ thiên tài đang chơi một nhạc cụ thời phục hưng, hơi giống violon, đòi hỏi sự phối hợp của cả tay trái lẫn tay phải. Bên cạnh đó, không báo cáo nào ghi nhận sự suy giảm vận động khác hay suy giảm nhận thức ở Leonardo da Vinci, nghĩa là ông không đột quỵ mà khả năng cao bị liệt dây thần kinh trụ. Dây thần kinh trụ chạy từ vai đến ngón út, quản lý gần như tất cả các cơ tay bên trong liên quan đến vận động tinh. Một cú ngã hay tổn thương ở cơ bắp tay cũng có thể dẫn đến liệt dây thần kinh trụ. Điều này có thể giải thích lý do họa sĩ để lại nhiều bức tranh dang dở, bao gồm cả Mona Lisa, dù ông ấy vẫn tiếp tục giảng dạy trong 5 năm cuối đời.